thật đấy. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì chúng ta sẽ có một trận bóng đá vô cùng vô tiền khoáng hậu. Hôm nay thì là một trận đấu để gây quỹ từ thiện điều ước thể thao của chúng mình, và đây là đội của chúng mình. Hôm nay thì đội chúng mình đây, đội TikTok. Đội này thì nhiều phim thôi, không biết. Bóng mà mình nghĩ là khá là hay ho. Bóng này có rất là nhiều người bạn của mình ở đây, và chúng ta sẽ cùng đi gặp gỡ những người bạn tiếp theo và để xem nào. Điểm đối thủ với cái cực mạnh, đối thủ thì có rất là nhiều quả bóng vàng. Wow. Đây máy chụp ảnh, chụp ảnh đi ạ. Mọi người máy chụp ảnh, nhìn máy chụp ảnh đi ạ. Hai. Đôi bạn rất là mạnh, toàn là các điện thoại, quả bóng vàng các thứ thôi. Nhưng mà anh em ở đây cũng có những quả bóng có nhựa, cái gì không biết, nhưng mà hy vọng là chúng ta sẽ đoàn kết và để thi đấu một cái trận đấu rất là hay. Mất chứ. Đây là trận đấu chúng ta đã được bắt đầu. Anh Hồng Sơn, anh Như Thiền, chị Ngọc Trân, chị Văn Thị Thanh và rất nhiều cái tên. Và đây là cơ hội dành cho các cầu thủ anh em TikTok nào. Nhất tiêu là những tình huống rất là vui. Điều vui thế là với các cầu thủ xanh. Đội bóng ngày qua chưa có duyên, nhưng ngày hôm nay chúng ta có cơ hội để được chơi. Và ca sĩ Hoàng Tôn. Wow. Ảo thật đấy. Chúng ta đi thôi. Rất nguy hiểm. Đây là đội Kim Phúc. Rất hợp lý, rất là cơ hội dành cho Hoàng Tôn. Rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Chuẩn. Để chuyển dành cho Hồng Sơn, có thể chống. Tham hợp tuyệt vời của bộ ba anh Như Thuần, anh Hồng Sơn cùng với chị Ngọc Trâm. Và người kết liễu đó là bóng hồng bóng vàng năm 2008. Bây giờ sẽ là chị Văn Thị Thanh đối đầu với Trung Văn. Trước không. Cơ hội dành cho ca sĩ Hoàng Tôn. Vượt cao. 2-1 dành cho đội xanh. Và thêm một lần nữa thì anh em TikTok là những người vừa đến tốc. Anh Như Thuần. Và đang tiếp tục là các cầu thủ nữa của ta chỉ bắt đi thôi. Tiếp được. Thêm một cơ nữa dành cho đội xanh. Nhưng lần này thì thủ môn của đứa thể thao đã đứng vững. Anh Hồng Sơn. Rất mạnh. Một tình huống mà đội xuất cũng rất đẹp, và người bắt thì cũng rất tài. Ảo thật đấy. Anh Như Trinh của thủ môn bên phía anh em TikTok. Anh Như Thuần. Và sau trên của anh Như Thuần. Rất nguy thuần. Sau đó là tình huống trước mũi giày. Chào cậu. Giờ này, chúng ta đi thay. Được chưa chào được. Không cần phải dùng quá nhiều đến sức mạnh, nhưng những khả năng phối hợp tuyệt vời của các cầu thủ bên phía đội thể thao đã tạo nên những sự khác biệt. Không. Nhưng bây giờ khi mà cuộc chiến thì lên thêm lần nữa thì bàn thắng lại đến với anh em TikTok. Cứ khi nào mà đội thể thao có bàn thắng thì các đội xanh họ lại một lần nữa vươn lên. Đội thể thao đây là anh Hồng Sơn và giả sút. Ôi ơi.
quá đồng đội với pha phối hợp của các cầu thủ áo đỏ. Vừa rồi là pha đối mặt trong thế quay lưng của chính Phan Đình Thành. Đường truyền rất hay, không thành công. Ôi trời ơi. Thế này như đó là pha bóng và thủ môn Đích đã để bóng ra ngoài vòng cấm của mình. Dứt điểm! Thì chưa là Đích đã chơi quá hay ở trận đấu này. Rất nhiều những pha bóng khó nhưng anh đã cho thấy được tài năng. Thêm một lần nữa thì những pha bay người của Nick đang làm nản lòng các chân sút của đội tuyển thể thao. Wow. Không dành cho các thủ môn thể thao. Đúng không? Không được. Đá bóng bên mình bật bóng ra bất ngờ. Không dành cho các cầu thủ đội tuyển thể thao. Tinh thần của các cầu thủ anh em TikTok đã bị rung chuyển. Rất may dành cho các cầu thủ xanh. Lê. Tiếp tục là cơ hội. Hàng hợp có phần hơi bài, thế nhưng vừa rồi vẫn sẽ có cơ. Thế cùng thì chị Ngọc Trân cũng đã lên tiếng với cú đúp trong trận đấu hôm nay. Phạt công dành cho đứa thể thao. Và người rất khéo, Văn Đình Thanh. Được chưa? Ôi trời ơi! Như vậy là đã bất ngờ có bàn thắng nâng tỷ số lên 4-3 dành cho đội tuyển thể thao. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi sầu. Chúng ta thi đấu quyết tâm, lắp cầu, lắp cầu. Ôi trời ơi! Được rồi! Qua được cả thủ môn rồi, xuất sắc! Chất của dân của này. Thấy những người bỏ lỡ trước đó chỉ là thiếu may mắn. Và bây giờ thì số được quân bình là 4-0. Và tên dành cho các cầu thủ Hồng Nam. Đã phản công cho tất. Và bản thân mình ấn tượng. Tiếp tục là sự dẫn trước của các cầu thủ anh em thi công. Tiếp tục của điều ước thể thao. Tỷ số là 5-0. Những tình huống kết thúc trận đấu giao hữu